Xin chào quý vị và các bạn. Chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những nội dung sau. Tin tức từ cộng đồng mốt Trung Quốc. Hoàn thành. Hợp đồng thông minh sẽ được phát hành vào ngày 11 tháng 10. Hàng ngàn hợp đồng thông minh tương tác ngay lập tức với mạng Pi. Hệ sinh thái bí mật của Tiến sĩ Nicolas sắp được ra mắt trên mạng chính. Phiên bản mới của tối ưu hóa KIC sản phẩm chính quý 4. Những người tiên phong đều biết rằng mạng Pi của chúng ta tập trung vào sinh thái có bao nhiêu người tiên phong biết về sinh thái? Sinh thái là gì? Tất cả doanh nghiệp, tất cả sản phẩm, tất cả dịch vụ, tiện ích cuộc sống mà bạn thấy đều là hệ sinh thái. Và chúng tôi tại mạng Pi muốn tất cả các giao diện sinh thái này được kết nối với mạng mạng Pi và phương tiện truyền phát trực tuyến là Supi mà chúng tôi sử dụng cho mạng Pi. Tôi vừa thấy một bài viết sinh thái đặc biệt như vậy, cùng xem anh ấy nói gì. Đừng quên ngày 11 tháng 10 Soroban đã hoàn thành cập nhật Kemala hướng dẫn học tập hệ sinh thái và an cho hoàn thành một cạp nhật hợp đồng thông minh trên Rust. Mạng mạng Pi có thể công khai các hợp đồng thông minh và hàng nghìn hợp đồng thông minh khác sẽ tương tác với mạng mạng Pi. Còn tiếp, như bạn thấy, Soroban đã hoàn thành việc kết nối của dự án và hệ thống đã hoàn thành hợp đồng năng lượng thông minh. Soroban là một công ty rất tuyệt vời, công ty Meligo. Chúng tôi, mạng Pi, có thể công khai hợp đồng thông minh này. Sau khi nó được công khai, Hàng nghìn hợp đồng thông minh sẽ tương tác với mạng mạng Pi ngay lập tức. Đây là hệ sinh thái cấp cao nhất. Vì vậy, mạng Pi của chúng ta hoàn toàn là một con thú nuốt vàng, mọi hệ sinh thái đều có thể bị nuốt chửng vào bụng nó và trở thành hệ sinh thái của mạng lưới mạng Pi để phục vụ xã hội. Nói về sinh thái, người tiên phong muốn biết có bao nhiêu mạng chính sinh thái hiện đang trực tuyến. Mở đầu động não và chúng ta có thể thấy nhiều giải pháp sinh thái, kế hoạch. Các phương án kế hoạch sinh thái này đều đang được phát triển chỉ cần quá trình phát triển thành công, chúng sẽ được di chuyển vào mạng chính. Hệ sinh thái hiện đã được chuyển sang mạng chính ban đầu ước tính chỉ khoảng 1.000, nhưng bạn biết đấy nó rất nhiều gấp hàng chục nghìn. Ngoài Pichemo và Pibaterman, những người tiên phong về cơ bản không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, điều này cũng dễ hiểu. Dù đã có hàng nghìn mạng chính sinh thái nhỏ nhưng có thể khiến Pioneer mạng Pi thực sự quan tâm đến việc trao đổi hàng hóa. Trên thực tế, những gì chúng ta thấy đều là các hệ sinh thái. Các hệ sinh thái này đều là các hệ sinh thái nhỏ, bao gồm Picten Mall và Pi Batman, mà Pioneer cho là tuyệt vời nhất. Trong hệ sinh thái hiện tại, chúng là những gã khổng lồ. Có những doanh nghiệp lớn tham gia, nhưng trong hệ sinh thái phát triển mạng mạng Pi, chúng mới thử nghiệm nhỏ để khám phá nền kinh tế mới này. Trước tiên hãy xem nhóm cốt lõi nói gì. Xây dựng sinh thái không thể hoàn thành trong một ngày. Làm sao bạn biết rằng không có ai phát triển hệ sinh thái? Để phát triển sinh thái Việc bạn cần có giá trị để tham gia vào loại hình sinh thái đó cũng không thành vấn đề về các ứng dụng. Tôi biết bạn có thấy rằng có rất nhiều hệ sinh thái lớn vẫn đang được phát triển nhưng chưa phù hợp để phát hành không? Nhóm cốt lõi cho biết có rất nhiều hệ sinh thái lớn đang được phát triển. Nó đang trên đường phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên nhưng nó vẫn chưa được công bố. Chúng ta có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình để tưởng tượng những hệ sinh thái rộng lớn này lớn đến mức nào. Tôi nghĩ nó rất lớn, lớn đến mức bạn không thể tin được. Ba năm trước, tiến sĩ Nicolas tiết lộ có ba công ty siêu lớn đang tìm kiếm hợp tác dự án, một công ty thuộc hệ sinh thái game, một công ty NFT và một công ty tài chính. Hai năm trước, ban quản lý cũng cho biết rằng nếu hệ sinh thái hiện tại không thể đáp ứng các yêu cầu của mạng chính mở, thì dự án sẽ sử dụng chính bàn tay lớn của mình để duy trì, giữ cho hệ sinh thái luôn hoạt động. Nói cách khác, phía dự án có kế hoạch sinh thái dự phòng của riêng mình. Đây là hệ sinh thái cấp cao nhất mà phía dự án đã kết nối sẵn sàng tiến vào hệ sinh thái mạng Pi bất cứ lúc nào để ổn định nó. Vì vậy, chúng ta không cần phải lo lắng về các vấn đề sinh thái mà phải cho nhóm dự án thời gian để xác định tình hình tổng thể toàn bộ dự án. Phiên bản mới của tối ưu hóa KIC sản phẩm chính quý 4 Hiện có khoảng 25 triệu người đã nhận được KIC nhưng chỉ có chưa đến 20 triệu người vượt qua, chỉ có khoảng 7 triệu người vượt qua hoàn toàn, chiếm khoảng 14% tổng số. Rõ ràng, các điều kiện cần thiết cho sản phẩm chính vẫn chưa được đáp ứng, hầu hết đều đã qua, trong số đó vẫn có một tỷ lệ lớn là chưa vượt qua và chưa từng được nhận. Tuy nhiên, vấn đề KIC bị kẹt hiện tại đã được giải quyết, KIC tổng thể không cần phải test liên tục như trước, KIC còn lại chưa được nhận và thông qua sẽ không tốn nhiều thời gian như mong đợi. Trình duyệt của bạn hiện tại hãy xem là phiên bản nào. Nếu bạn gặp một số vấn đề trong quá trình xử lý KIC, vui lòng thử cập nhật lên phiên bản 1.7.0 phiên bản này đặc biệt tối ưu hóa và cải thiện một số chức năng của KIC. Theo tin tức mới nhất thì thời gian khai trương sẽ sớm nhất là vào quý 4 năm nay nếu đưa ra xác suất về thời gian khai mạc. Xác suất trong tháng 10 là 0%, nhiều KIC chưa nhận được. Xác suất trong tháng 11 là 50%, tùy thuộc vào việc có mở quy mô cực lớn hay không. Xác suất vào tháng 12 là 80%, có 3 tháng để làm đợt KIC. Xác suất đến năm 2024 là 100%, mọi thứ đã sẵn sàng, tất cả những gì chúng ta cần có là gió đông. Tất nhiên, đây là ý kiến dựa trên tiến độ thực tế hiện tại, để biết chi tiết, chúng ta sẽ phải đợi đến khi tiến sĩ Nicolas công bố lộ trình vào tháng 10 để có ngày giờ cụ thể và chính xác hơn. Tóm lại, sự kiên trì và khả năng lãnh đạo của tiến sĩ Nicolas là chìa khóa để tiếp tục tiến về phía trước trước khó khăn. Trí tuệ và lòng dũng cảm của ông không chỉ chỉ đường cho cả nhóm mà còn truyền cảm hứng cho sự nhiệt tình và tự tin của toàn thể cộng đồng. Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được khó khăn và đạt được một ngày mai tốt đẹp hơn.